Nếu các bạn đã từng xem bộ phim Rocky hay Rambo, chắc hẳn bạn không lạ gì Sylvester Stallone. Ông ta đã từng bán chú chó của mình vì giá $25 vì quá đói. Trong hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về ông và con đường trưởng thành sự nghiệp của ông nhé. Sylvester Stallone thay đổi thể hình để làm chủ vận mệnh. Là một trong những ngôi sao điện ảnh với vai diễn để đời như Rocky, Balboa và Rambo v.v. Mấy ai biết được Stallone đã trải qua cuộc sống cơ cực. Nhân sự kiện bộ phim hành động Creed cho chính ông làm người sản xuất sẽ ra mắt vào tháng 11 năm 2015, chúng ta hãy nhìn lại con đường thay đổi thể hình để làm chủ vận mệnh của ông vua cơ bắp này. Cuộc sống của Sylvester đã có lúc cực kỳ cơ cực khi trục xuất khỏi nhà thuê vì không có tiền nhà, phải lang thang trên đường phố, khi không còn một xu dính túi để mua đồ ăn. Vất vưởng 3 ngày liền tại trạm xe buýt, ông đã phải nén nỗi đau để bán đi chú chó của mình, người bạn đồng hành mà ông vô cùng yêu quý với giá chỉ $25 trong nước mắt. 2 tuần sau đó, Stallone vô tình xem được trận đấm bốc giữa hai võ sĩ Muhammad Ali và Chuck Wahlberg. Trận đấu này là tác nhân thay đổi cuộc đời của ông. Sau trận đấu truyền cảm hứng đó, Stallone viết kịch bản Rocky sau 20 giờ viết liên tục. Ông đem trả bán Rocky và nhận được phản hồi từ một nhà làm phim đồng ý với mức giá $125,000. Nhưng Stallone kèm theo một yêu cầu khi bán, ông sẽ đóng vai chính trong bộ phim đó. Và tất nhiên, nhà làm phim hoàn toàn không đồng ý. Họ muốn một diễn viên thực thụ, một ngôi sao gạo cội chứ không phải một gương mặt không tên tuổi với biểu cảm ít thiếu tự nhiên và giọng nói nực cười, họ trả lời. Stallone mắc thêm khuyết bẩm sinh, bị liệt một phần môi, cằm và lưỡi dưới. Đó là lý do tại sao khán giả thường thấy gương mặt của ông có vẻ thiếu tự nhiên khi diễn và cách nói có chiếc môi có thể trễ xuống đặc trưng. Ít lâu sau, một nhà làm phim khác gọi lại cho ông, họ nâng mức giá lên $250,000, ông lại một lần nữa từ chối. Con số tiếp tục được nâng lên $350,000 vì khách hàng chỉ muốn kịch bản của ông, còn ông lại muốn làm mình là vai chính trong phim đầu tay của mình. Cuối cùng, nhà làm phim nhượng bộ, họ đồng ý cho ông thủ vai chính với mức giá trả kịch bản giảm xuống còn $35,000. Bản thân ông lao vào tập luyện không ngừng nghỉ trong khoảng thời gian nửa năm để có vóc dáng như một võ sĩ quyền anh thực thụ. Đôi chân đã mỏi rã rời do tập chạy, nhưng đốt ngón tay sưng vù do tập đấm, vân vân. Tất cả những đau đớn đó được Stallone chấp nhận hy sinh và một Rocky tượng đài. Bộ phim sau đó trở thành hiện tượng phòng vé, thu về 225 triệu USD trên toàn cầu và trở thành bộ phim ăn khách nhất năm 1976. Không chỉ thành công rực rỡ về mặt thương mại, tác phẩm này còn được đề cử 10 giải Oscar và chiến thắng 3 giải, bao gồm cả giải phim hay nhất. Nhân vật Rocky trở thành một biểu tượng văn hóa, một tấm gương về sự vươn lên và sau này được dựng tại thành phố Philadelphia. Sylvester Stallone trở thành người đầu tiên kể từ hai huyền thoại Charlie Chaplin và Orson Welles được đề cử 2 giải Oscar cho nam diễn viên chính lẫn biên kịch. Và bạn biết điều đầu tiên Stallone làm với 35.000 tiền biên kịch là gì không? Ông đã tìm mọi cách mua lại chú chó. Từ mức giá $25, ông đã phải dùng đến $15,000 để mua lại từ người thân, từ một gã biết tận dụng cơ hội. Năm nay đã 69 tuổi với tiền sử chấn thương ở khắp cơ thể, nhưng Sylvester Stallone vẫn không chịu nghỉ dưỡng già mà vẫn thường hay tham gia các bộ phim gia đình, hài hước cùng đồng nghiệp, cùng trang lứa. Ông vẫn miệt mài tham gia và quảng bá cho các bộ phim hành động, mà tiêu biểu nhất là loạt phim. Với uy tín bản thân, Stallone đã thu hút từng hàng loạt ngôi sao hành động như Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jason Statham và Lý Liên Kiệt v.v. tham gia vào dự án Biệt đội đánh thuê, tràn ngập cảnh hành động này. Đặc biệt, trong tháng 11 sắp tới, ông sẽ cho ra mắt bộ phim thể thao hành động tâm lý tên Creed với sự góp mặt của tượng đài bóng rổ Michael Jordan. Thế bạn đang nghĩ gì về câu chuyện nghị lực không bao giờ cũ này? Chúng tôi nhường phần phán xét lại cho bạn đấy. I'm not afraid to die.
getting shorter, lack of energy I'll conquer. In my soul, this is real. Siêu sao Sylvester Stallone thể hiện thể lực ở tuổi 71. Trong video đăng tải trên trang cá nhân, Sylvester Stallone dễ dàng hít xà đơn với tạ 45kg bổ canh mình. Ở tuổi 71, Sylvester Stallone chứng minh mình chưa hề mất đi sức mạnh thể chất. Trên trang cá nhân, siêu sao nổi danh vì vai diễn Rocky và Rambo khoe màn hít xà đơn với 45kg tạ kèm ghi chú một bài tập dễ dàng. Ngay sau khi xuất hiện trên Internet, video trên đã thu hút 2,3 triệu lượt xem cùng 8,5 nghìn lượt bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ. Tôi mới 50 tuổi mà chẳng thể hít xà, tài khoản Master Wayne viết. Anh đã tiếp thêm cho tôi động lực tập luyện. Nếu anh làm được điều này ở tuổi 71 thì không có lý do gì là tôi không làm được. Trên thực tế, dù tuổi tác đã cao, Stallone vẫn chăm chỉ đến phòng gym và chia sẻ quá trình tập luyện với fan hâm mộ. Hình thể siêu hành động khiến người trẻ cũng phải ghen tị. Cảm ơn các bạn đã xem video. Sau đây là những video tập luyện của Sylvester Stallone. Các bạn hãy đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Shorter in my soul, this is real.